Kính thưa quý vị khán thính giả, nhân có một cái việc mà chúng tôi định trình bày có liên hệ tới tác giả Charlie Nguyễn, một trong những tác giả rất là sớm trong cái phong trào giải hoặc, giải mê, mê hoặc do Thiên Chúa Giáo gây ra. Và ông là một tác giả rất là lớn trong cái phong trào đó, mà chúng tôi có sưu tập ở trong web sách hiếm.net của chúng tôi. Thì trước khi chúng tôi đi đến những cái câu chuyện sau này đó, thì chúng tôi muốn quý vị làm quen với tác giả Charlie Nguyễn. Do đó là chúng tôi xin giới thiệu có hai giai đoạn quan trọng chúng tôi vắn tắt như sau. Giai đoạn đầu là tại sao bác Charlie Nguyễn trở về với dân tộc. Kính thưa quý vị, tôi trích cái đoạn này ở trong cái lá thư của ông Charlie Nguyễn gửi cho bác sĩ Nguyễn Thanh Giản. Cả hai người này đều mất mấy năm trước. Thì bài này có ở trong quyển sách Công giáo, huyền thoại và tội ác của tác giả Charlie Nguyễn. Tôi trích vài đoạn như sau để hiểu về tác giả nhé. Chữ tôi ở trong cái đoạn sau này đó là tác giả Charlie Nguyễn. Tôi bắt đầu viết bài chống Kitô giáo từ năm 1996. Với mật danh Charlie Nguyễn, vợ con tôi không hay biết những việc làm thầm lén của tôi vì tôi chỉ viết những tài liệu này lúc mọi người đi vắng hết. Mỗi khi nghe tiếng garage mở là tôi cấp tốc giấu hết mọi tài liệu, chẳng khác gì một cán bộ Việt Cộng nằm vùng hoạt động trong vùng quốc gia. Có một lần vào tháng 9 năm 1996, tôi vội quá nên để lòi một sắp giấy dưới sofa ở phòng khách nên bị vợ tôi phát giác tôi là Charlie Nguyễn. Thế là mọi thứ tôi đã gom góp thu thập mấy năm trước đều biến mất tuyệt tăm. Mọi thứ đây là mọi thứ tài liệu đấy. Trước khi viết cái gì là những người nghiên cứu thật sự đó đều phải gom góp, thu gom tài liệu. Nhưng mà bây giờ biến mất tuyệt tăm, tức là bà ấy thủ tiêu ở đâu hết. Nhưng tất cả mọi trở ngại đều không làm tôi chùn bước. Vào tháng 3 năm 1998, tức là 2 năm sau đó, tôi quyết định bỏ nhà đi sang tận miền Đông Hoa Kỳ sống ẩn dật để tự thăng hoa phần tâm thức và khả năng nội tại. Thì cái phần này đó, cái phần mà tháng 3 năm 1998 này chúng tôi sẽ đọc chi tiết về sau. Nhưng mà bây giờ tác giả Charlie Nguyễn giải thích tại sao mà ông nổi loạn trong tâm thức nhé. Nguyên nhân sự nổi loạn của tôi là vào năm 1949, tôi đã chứng kiến thảm cảnh của những người bên lương. Bên lương tức là không có theo đạo Chúa đó. Bị cha tôi và các cha xứ cùng quê Ninh Cường, quê của ông là Ninh Cường, là cái nơi mà đạo Thiên Chúa Giáo thâm nhập sớm nhất vào nước ta. Cha tôi và các cha xứ cùng quê Ninh Cường hợp tác với Tây tiêu diệt họ. Tiêu diệt họ là tiêu diệt những người bên lương đó. Thì thường thường là Tây với là những người theo đạo Chúa đó đều xem những người lương đó là có cộng tác với Việt Minh. Và cộng tác với Việt Minh là họ tự động họ xem như là có tội, mặc dù đó là những người gìn giữ tổ quốc chống lại ngoại xâm. Đây, đó là cái tình cảnh thời đó. Thì nhắc lại là có người bị cháy như con chó thui ở tiệm cày tơ, nhe răng ghê rợn. Tức là do cái sự hành hạ, thiêu đốt của cái nhóm công giáo đó, cái nhóm ông già, ông ta cùng với cha xứ và những người ở trong xóm đảo đó, hợp tác với nhau, hợp tác với Tây đó. Nó xem người ta như là chó. Có người bị trói thúc ké để chờ giao lên đồn Tây. Có người bị đốt nhà và bị bắn thả trôi sông. Một vài bạn học của tôi lúc còn bé tí ti là con của những người đó. Trong số bạn tôi hồi nhỏ, có những đứa chế nhạo tôi là đi đào ăn gạo, té re, ăn chè, té rống, ăn xôi thủng ruột. Lúc đó tôi ghét chúng vô cùng. Tôi đã đánh nhau với chúng nó vì chúng nó dám xúc phạm đến Chúa của tôi. Chúng nó đã phạm những tội mà tôi có thể giết chúng như giết quỷ. Đấy. Đó là cái tâm sự của ông đó. Vì thế mà mặc dù ông chứng kiến cái cảnh cha ông cùng với Pháp, cùng với những người cha đạo ở trong cái xứ đó giết người như vậy, nhưng mà ông vẫn còn có những cái sự mâu thuẫn khác đối với những người
ở bên lương nó chọc ghẹo như vậy, cho nên là ông vẫn còn đi đạo mãi cho tới sau này. Tôi sẵn sàng tử chiến với chúng, chúng tức là mấy tụi con nít nó chọc ghẹo đó, để bảo vệ đức tin. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi dần dần nhận ra những người bên lương đó mới chính là những đồng bào yêu nước, cha tôi và bọn cha cố mà tôi trước đây hết lòng kính mến, thực ra họ là Việt Gian. Đó là nguyên nhân đã làm tôi chuyển hướng tâm linh từ cực này sang cực khác lúc nào không hay. Cái mà tôi sẵn sàng chết cho nó trước đây là đức tin công giáo, thì nay lại là cái mà tôi chỉ muốn ôm bom để hủy diệt đức tin đó. Khẩu hiệu của tôi từ năm 1996 tới nay là Christian by birth, Antichrist by choice, nghĩa là khi mà sinh ra đó là Roma giáo, nhưng mà chọn lựa đó là chống Roma giáo. Bây giờ tới giai đoạn thứ hai, chúng tôi muốn trình bày với quý vị là vào tháng 3 năm 1998 thì bác Charlie Nguyễn đã trốn khỏi cuộc thập tự chinh ở nhà ra sao. Là cái đoạn này thì trích kinh Công giáo và tác hại của nó ở trong cái quyển Công giáo trên bờ vực thẳm của ông. Đây là những cái đoạn trích thì quý vị sẽ tìm hiểu cái giai đoạn tháng 3 năm 1998 ông có phiêu bạt như thế nào nhé. Ông có kể lại một chút. Trong tháng 9 năm 1996, do một sự tình cờ, vợ con tôi phát giác tôi là Charlie Nguyễn. Lập tức vợ con tôi lục soát khắp nhà, tịch thu mọi thứ tài liệu, sách báo và bản thảo viết tay của tôi và cho vào bao bố đem vứt ở nơi nào đó thật xa để tôi không thể thu hồi lại được. Bình thường bà xã tôi rất dịu hiền, dễ thương nên tôi thường đùa gọi vợ là nữ thánh hiền thê Teresa của Anh. Nhưng khi thấy tôi dám xăm mình chống lại tôn giáo của nàng, mà cũng là tôn giáo của tôi thời tấm bé, thì nàng bỗng nhiên biến thành một nữ hiệp của tòa thánh. Nàng chỉ huy đám con giống như một lực lượng cảnh sát mở cuộc hành quân truy lùng tiêu diệt Việt Cộng ở Sài Gòn hồi Tết Mậu Thân. Để tránh cho gia đình khỏi lâm vào tình trạng tan vỡ, tôi đành phải nhượng bộ bằng cách tuyên thệ trước bàn thờ Chúa là từ nay con không dám tái phạm nữa. Sau đó tôi ngoan ngoãn cùng đi lễ với gia đình vào các ngày Chủ nhật để tỏ ra là đã thành tâm ăn năn hối cải. Nhờ đó gia đình tôi đã tạm thời qua cơn sóng gió và trở lại tình trạng yên ổn bình thường. Nhưng hòa bình không thể được duy trì bằng sự ép buộc. Nó chỉ có thể thực hiện bằng sự hiểu biết lẫn nhau. Thì từ cái lúc mà ông bị vợ phát giác và cũng thôi thì ông cũng ngoan ngoãn đâu được 2 năm thì câu chuyện nó bắt đầu trở lại như thế này. Đầu năm 1998, đó tức là 2 năm sau, tại Houston bỗng nổ ra một cuộc bút chiến sôi nổi giữa một bên là báo con ong Texas do một số nhà thần học Tân Tông chủ trương và bên kia là tờ báo Đông Dương Thời Báo do bổn đạo Giác Ngộ tên là Du Xe Phạm Hữu Tạo chủ trương. Ông này bây giờ cũng mất rồi. Thoạt đầu tôi chỉ theo dõi cuộc bút chiến như một kẻ bàng quan. Thật ra tôi cũng chẳng muốn dây dưa vào cái chuyện mệt xác này. Nhưng mà sau đó vì thấy những bài viết của những người bên vực công giáo đăng trên cái tờ báo Con Ong Texas quá sai lầm và lố bịch, khiến cho tôi chịu đựng hết nổi. Do đó tôi mới viết cái bài tâm thư của một người công giáo tỉnh ngộ sau nhiều năm khủng hoảng đức tin. Vì lúc đó cái bút hiệu Charlie Nguyễn của tôi đã bị lộ nên lần này tôi phải chọn một bút hiệu khác. Tôi lấy bút hiệu là Nguyễn Chấn, rồi gửi bài cho Đông Dương Thời Báo và vài nơi khác ngày 28 tháng 2 năm 1998. Sau đó đúng ngày 9 tháng 3 năm 1998, không biết vợ tôi kiếm ở đâu ra tờ Đông Dương Thời Báo có cái mục nhắn tin. Thì cái mục nhắn tin nói rằng: "Ông Nguyễn Chấn, chúng tôi đã nhận được bài viết của ông." Đóng ngoặc, vợ tôi mang về nhà làm toáng lên. Mấy mẹ con xúm vào tra vấn tôi đủ điều khiến cho gia đình tôi u ám thê thảm như là có đám tang. Vợ tôi trở thành một thứ phán quan Spanish Inquisition là ở tòa án dị giáo Tây Ban Nha đó. Ác lắm. Nói tới tòa án dị giáo Tây Ban Nha thì chắc là có lẽ nhiều người thấy những cái hình vẽ người ta còn để lại cho tới bây giờ.
chỉ còn thiếu dàn hỏa mà thôi. Cuối cùng tôi phải chọn lựa, một là chấm dứt viết bài chống tà đạo, hai là phải xách khăn gói quả mướp ra đi. Cho nên tôi dứt khoát chọn giải pháp thứ hai để bảo vệ cái quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình đến cùng. Ngay tối hôm đó, tôi phải bỏ nhà ra đi với một cái túi nhỏ đựng ít đồ cần thiết và ngủ đêm tại gầm cầu Freeway 59 Houston cùng với mấy bác da đen homeless, tức là vô gia cư đó, bởi vì lúc đó tôi không có một xu dính túi. Thì ở đây bác Charlie Nguyễn không nói là bác đi như vậy mấy đêm, nhưng mà sau này đó thì ông ấy dời về miền Đông Bắc Hoa Kỳ và cũng không nói rõ là làm nghề gì để sống. Thì quý vị nghe cái đoạn tiếp tục. Đây là một kỷ niệm nhớ đời của tôi. Từ đó tôi sống một mình như cánh chim tự do. Nay đây mai đó bất định tại mấy thành phố miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tôi làm việc vừa đủ kiếm sống qua ngày để có nhiều thời giờ rảnh rang dành cho việc nghiên cứu các vấn đề tâm linh mà tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thốn như một kẻ bộ hành khát nước trong sa mạc. Tôi kể lại những chuyện riêng tư này để quý độc giả có thể hình dung phần nào về cái thòng lọng công giáo. Đó là cái ý của ông kể lại cái chuyện gia đình để cho người ta thấy rằng từ một người hiền từ như vợ ông mà khi chạm phải vấn đề tôn giáo, họ cảm thấy như là Chúa của họ bị xâm phạm thì họ trở thành một người rất là dữ tợn, có thể là bỏ chồng đuổi chồng một cách tỉnh bơ và không ngờ được. Do đó là ông ấy gọi là cái thòng lọng, khi mà đã bị kẹt vào cái thòng lọng rồi thì không có thoát ra được và rất là khó. Do đó những người tỉnh ngộ thì rất là hiếm và rất là đáng quý. Câu chuyện đến đây xin hết và quý vị có thể nghe tiếp trong kỳ sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.